Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống và Làm việc theo pháp luật của Đài Hà Nội. Ngay sau đây sẽ là các tin tức pháp luật mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Tại thông tư 06/2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi bổ sung liên quan đến một trong những đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm ưu tiên. Đó là người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có nơi thường trú trong thời gian học cấp trung học phổ thông từ 3 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã khu vực 1, 2, 3 và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một trong những đối tượng thuộc diện cộng 0,5 điểm ưu tiên cũng được sửa đổi, bổ sung là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp trung học phổ thông từ 3 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã khu vực 1, 2, 3 và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Y tế ban hành quyết định về kế hoạch định hướng công tác truyền thông tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2023-2024. Tập trung truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tiêm chủng vaccine COVID-19. Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo tinh thần tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm để phòng chống dịch, khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vaccine theo khuyến cáo của ngành y tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh số 04/2023 UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thông tin chi tiết có trong chuyên mục chính sách mới ngay sau đây. Theo đó, pháp lệnh này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Trong đó, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được hiểu là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp lệnh này phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 8 của luật kiểm toán nhà nước. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán quy định tại điều 57, 58 của luật kiểm toán nhà nước. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước, quy định tại Điều 68 của Luật Kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, khi bước vào hôn nhân thì mỗi một gia đình đều rất là hào hứng và vui mừng khi đón nhận đứa con của mình ra đời. Và khi đó thì cái việc làm thủ tục giấy tờ đăng ký khai sinh sẽ rất là đơn giản. Nhưng với không biết gia đình thì vì lý do nào đó mà việc đăng ký khai sinh của đứa trẻ sẽ gặp rất khó khăn khi bố hoặc mẹ bỏ đi. Đây là nội dung mà chúng tôi đã mời đến trường quay Thạc sĩ luật Nhâm Ngọc Huyền đến từ Bộ Tư pháp. Xin chào quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì mời Thạc sĩ cùng theo dõi một tình huống. Anh Hát và chị B cùng làm ăn buôn bán xa và chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Tháng 5 năm 2019, chị B sinh con, sau đó do mâu thuẫn trong cuộc sống chung nên chị B đã bỏ đi, để lại con cho anh Hát nuôi khi cháu bé mới được 6 tháng tuổi. Anh Hát đã nhiều lần đi tìm và nhờ người quen hỏi thăm tin tức về chị B nhưng không có kết quả. Đầu tháng 2 năm 2021, anh Hát đến Ủy ban Nhân dân xã T để làm đăng ký khai sinh cho con. Anh Hát nộp giấy chứng nhận của cháu bé và đề nghị ghi tên mình vào phần khai về người cha trong giấy khai sinh của cháu bé. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp hộ tịch yêu cầu anh Hát phải cung cấp giấy tờ tùy thân và ý kiến của chị B là mẹ của con anh. Cán bộ tư pháp hộ tịch ở đây đã yêu cầu là anh ấy phải cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân của cá nhân anh ấy, cũng như là phải có cái ý kiến của chị B là mẹ của đứa bé. Thì xin hỏi cái yêu cầu này có đúng theo quy định pháp luật hay không ạ? Để đảm bảo cái quyền đăng ký khai sinh của đứa trẻ thì pháp luật về hộ tịch đã có quy định khá là thuận lợi. Thế kể cả là trong trường hợp mà đứa trẻ nó rơi vào cái hoàn cảnh tương đối là éo le, ví dụ như là trẻ là con ngoại giá thú mà chưa xác định được cha, hoặc là trẻ bị bỏ rơi, tức là không chưa xác định được cả cha và mẹ luôn, thì pháp luật về hộ tịch đều có cái quy định cho phép là thực hiện cái thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với nhận cha mẹ con
để làm sao trong cái giấy tờ của giấy khai sinh của đứa trẻ sẽ có đủ đầy đủ thông tin về cả cha và mẹ. Vậy thì pháp luật tịch Việt Nam thì mình có cái quy định nào để có thể tháo gỡ khó khăn này cho công dân không ạ? Và liệu trong trường hợp này thì anh Hát anh có thể là ghi đầy đủ cái thông tin của cả người cha người mẹ trong giấy khai sinh của con như cái mong muốn của anh không? Như tôi đã chia sẻ lúc trước, nếu như là bây giờ không có ý kiến của chị B thì đương nhiên là anh Hát sẽ không thể làm thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với nhận cha cho con. Đấy, và như vậy thì dẫn đến là đứa trẻ trong giấy khai sinh nó sẽ không có cả phần khai về người bố và không có cả phần khai về người mẹ. Đấy. Đấy thì chính vì để đảm bảo cái quyền lợi của đứa trẻ, một trong các cái quyền cơ bản của trẻ là được quyền biết cha mẹ mình là ai. Đấy, và cái việc mà có phần khai về người cha, xác định cái mối quan hệ cha con thì sẽ giúp cho người cha sẽ có cái cơ sở để đảm bảo cái trách nhiệm nuôi dưỡng con của mình. Thì quy định tại thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp cũng đã có cái quy định để giải quyết cái vướng mắc trong vấn đề này. Nhớ là thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp đã có quy định hướng dẫn để giải quyết được cái vướng mắc trong vấn đề này. Tại điều 16 của thông tư số 04 quy định là trường hợp mà nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, sau đó là sinh con mà người phụ nữ bỏ đi, không liên hệ được, thì lúc này là người cha, người đàn ông sẽ có được cái quyền làm thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với nhận cha cho con mà không cần có ý kiến của người mẹ. Đấy. Và trong trường hợp này thì nếu như trong hồ sơ mà có được cái giấy chứng sinh cộng với lại cái giấy tờ tùy thân của người mẹ thì thông tin về người mẹ sẽ được ghi theo giấy chứng sinh và giấy tờ tùy thân. Còn trong trường hợp mà không có các giấy tờ này hoặc là có các giấy tờ nhưng nó chỉ là bản chụp hoặc là nó chưa được khẳng định về giá trị pháp lý thì thông tin về người mẹ sẽ theo cái cung cấp của người cha và người cha phải chịu trách nhiệm về cái thông tin này. Thế trong trường hợp mà người cha cũng không nắm được thông tin của người mẹ, và cái này thì cũng là một cái chia sẻ đối với các bạn trẻ. Rất nhiều trường hợp chúng tôi có nhận được phản ánh của các gia đình là các bạn trẻ nam nữ chung sống với nhau rất là trong cái thời gian rất ngắn. Khái niệm sống thử đúng không? Đấy, vâng, họ có sống thử với nhau, thậm chí là còn chưa tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh gia đình, thậm chí không biết được cái nơi gọi là cái nơi cư trú gốc ở đâu. Thế thì sau khi chung sống rồi có con, sinh con thì chia tay nhau và đến lúc đấy là không có giữ mối liên lạc và cũng không biết được là tên của người mẹ đứa trẻ, tên đầy đủ là gì, ngày tháng năm sinh là ra sao và cái giấy tờ tùy thân có giấy tờ tùy thân như thế nào, thậm chí là cái nơi cư trú cũng không biết. Với những cái thông tin mà ông vừa chia sẻ thì mỗi một người khi bước vào hôn nhân không chỉ là trên cơ sở là cái tình yêu đôi lứa đúng không, mà phải tính những cái trách nhiệm của mình với cái quan hệ hôn nhân này và với những cái đứa trẻ mà sẽ sinh ra. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thạc sĩ luật Niêm Ngọc Hiền. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho khán giả. Sau thời gian ly hôn, chị A muốn thay đổi thông tin quê quán của con gái trong giấy khai sinh để thuận lợi hơn cho công việc của con sau này. Trước đây, thông tin quê quán trong giấy khai sinh của con gái chị được ghi theo quê quán của chồng chị. Hỏi, mong muốn của chị A có phù hợp quy định pháp luật hộ tịch, việc xác định quê quán trong giấy khai sinh của con được pháp luật quy định như thế nào? Chương trình Sống Làm Việc Theo Pháp Luật đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.